dòng thời gian chắc chưa một ai, rồi tất cả chúng ta sẽ là tích xưa. Ngồi than thở gió mưa, hờn ganh ghét thêm thừa, nhìn lại ta chứ tình có thật lòng chưa. Chờ một ai lặng im tiếng, thế nhưng lấy dần tôi xuân. Đời sinh tư tư sinh, chuyện nhân thế con người, từ ngày xưa đã vậy đến vạn đời sau. Giờ mình sẽ trên đường sẽ đi, có thể là tụi mình sẽ đi chùa Linh Ứng để mà thứ nhất là viếng chùa, hay là sẽ chụp hình một số những cái cảnh ở xung quanh chùa. Ok, giờ mình sẽ đi xuống dưới cầu thang máy. Ok, tới đây rồi mình sẽ bước vào nè. Cảm ơn em. Hà ơi, đi em. Đến lâu chưa nãy em gọi chị hả? Dạ. Phải không? Phải số em nãy không? Dạ, số 68 á. Trời, chị đâu có biết. Ở đây là khách sạn Santa Luxury Hotel nè mọi người. Này là đường gì em ha? Đường xe. À. Rồi, thấy như đẹp rồi. Vậy mình có thể dậy chậm. Thấy người đẹp của mình rồi. Linh Ứng. À, chị Hoa thì đang xa đạp. Còn anh và bé Hoa thì đang ra.
Đà Nẵng quá đẹp luôn mọi người ơi. Trời ơi. Khí hậu bây giờ thì rất là mát nữa. Nắng và nó hơi hơi nữa. Trời quá đẹp luôn, trời đây được trời độ. Bây giờ mà lên chùa mà nắng như vậy là rất là đẹp nữa. Ngày hôm qua là vẫn còn lạnh nha. Đứng ở đây được không trên là cho mình thấy cái thời tiết rất là lợi. Anh Nguyễn cùng với lớp huấn luyện viên K1 của Sa Đâu Đà Nẵng là tụi mình đến bờ biển Đà Nẵng để mình làm những clip video cho các bạn huấn luyện viên. Thứ nhất là làm tài liệu, thứ hai là để quảng cáo. Thì sau lưng mình đây là bạn Hoa. Hoa đang làm một clip về trà mặt trời và đại biển. Thì cái việc của huấn luyện viên khi mà họ tốt nghiệp
hả? Hiện tại là mình đang ở Sơn Trà nha các bạn. Thôi không chị. Ok. Dạ, rồi. Được, tôi nhét cái này vô túi. Không được. Đây. Ok đây. Ok, mọi người ơi, bây giờ mình đã tới chùa Linh Ứng rồi nè. Ở phía sau lưng mình là biển. Biển ha, biển chứ không phải là núi. Ok, bây giờ mình đang đi từng bậc thang để lên tới bên trên của chùa. Thì thật ra cái chùa này mình thấy nó rất là đẹp, rất là thích các bạn, rất là trang nghiêm, rất là trang nghiêm. Bây giờ mình sẽ đi lên. Mình cũng có thấy khách người ta đi lễ chùa, người ta thăm viếng chùa cuối năm. Bây giờ là thời điểm gần Tết, gần Tết ta. Ok. Không khí ở đây thì quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đấy, bay trên núi. Trời ơi, bay trên núi mọi người ơi. Bây giờ làm sao mà mình có thể ghi được cái cảnh này? Để uống cà phê rêu đâu cô? Rêu lên kìa. Đẹp không? Bạn đã rêu kìa, thầm nhẹ. Lát nữa mình hả?
Được đó. Bây giờ là mình đang đứng ở bãi đá. Bãi đá thì khá là đẹp luôn các bạn. Có nhà trời. Cực kỳ xanh, đẹp quá, nhìn nó vẫn còn hoang sơ. Ở ngoài kia có cái thuyền. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp để mà chụp hình yoga. Chỗ mà mai á, mai chị dậy sớm. Trời đẹp quá. Ở bên đây 5 giờ dậy rồi. Bây giờ thì bánh cá đi từng vật. Bây giờ là người ta đi bánh cá. Đúng rồi. Cô Viên ngủ với Ada ở bên chỗ trung tâm Anh ngữ, ở bên chỗ của bé Trâm á.